cái view của mình sau lưng nè. Đó, phía sau có cái núi cả nhà. Đó. Thì mình nghĩ là tương lai là cái miếng đất của mình là tương lai gần là sẽ phát triển dữ dội, bởi vì gần biển á, thì thể nào là đất đó cũng lên giá, cũng có giá trị cả nhà. Xin chào cả nhà, chào mừng cả nhà đang đến với kênh Người Việt ở Brazil của mình nha. Thì hôm nay là một cái video lạ lạ cả nhà. Đó, thì hôm nay là mình đang đứng trên cái miếng đất mà mình mua ở Brazil nha cả nhà. Thì mình sẽ chia sẻ cho cả nhà biết là cách thức mua đất rồi giá cả đất cát ở Brazil như thế nào nha. Đây cả nhà. Đó, đây là cái miếng đất mình mua cả nhà. Bên đây là nhà hàng xóm là đã xây rồi. Bên đây cũng nhà hàng xóm. Đây là cái miếng đất của mình. Thì là mình mới phá cái tường cả nhà, để là cho thêm đất vô cho nó bị thấp hơn cái đường nè. Đất của mình là nó bị thấp hơn cái đường cả nhà. Thật ra là đất của mình ở đây là mình mua là hai miếng nha cả nhà. Đó, hai khuôn với nhau, nó đều lắm. Nó hai khuôn, khuôn phía trước và khuôn phía sau, là mình sẽ có hai cái tờ giấy đất cả nhà. Đó, nhưng là mình mua luôn hai khuôn thì nó nối liền với nhau là từ bên đây. Đó, là nó nối liền với nhau là từ cái đường này cả nhà. Từ cái đường này đi thẳng qua bên kia, đối diện bên kia cả nhà có thấy là mấy cái nhà hồng hồng bên đó là một cái mặt tiền khác cả nhà. Tức là cái miếng đất mình là hai khuôn, là hai mặt tiền cả nhà. Nó dính liền lại với nhau vậy nè, nó đấu nối dính liền lại với nhau. Nhưng mà về giấy tờ là mình sẽ có hai cái tờ giấy khác nhau, là hai cái miếng đất, hai cái lô đất khác nhau đó cả nhà. Đó, thì đây, nên thành ra là bên kia, cái hướng mà bên kia cả nhà, cái hướng mặt tiền bên kia thì cái đường nó thấp hơn, cái phần đất bên đó nó thấp hơn. Còn cái đường bên đây á, đây, cái đường bên đây nó lại cao hơn, thì cái phần đất này nó lại cao hơn này cả nhà. Thì mình đang giống như là mua xe đất á, để mình đổ vô mình lắp cho nó cao lên á. Đây cả nhà, đây là cái phía trước cái miếng đất này của mình. Thì cái này là người ta cũng đang xây nhà nè. Đó là một khuôn. Còn cái này là đang bán đó. Nhìn nó giống như là chủ đất người ta không có dọn á. Rồi, còn bên đây là cái nhà này thì mình thấy rất là đẹp nha cả nhà. Đó, đối diện. Đây, đây là cái nhà hàng xóm đây nè. Cả nhà hình dung đây, cái miếng đất của mình là cái nhà hàng xóm đây. Đó, thì đối diện ở đây là có một cái nhà này mới xong. Đây, nhà bên trong là có hồ bơi đồ cả nhà. Đó, cái phần đá xanh xanh là hồ bơi đó. Đó, họ xây cái nhà rất là bự ở trong cả nhà. Đây, hồ bơi rồi nhà phía sau. Đó. Này là cổng phía trước này cả nhà. Đó là đối diện với nhà mình. Cũng không hẳn đối diện, nó lệch qua một xíu. Nhà mình là phía bên đó, đó. Là nó lệch một xíu. Còn cái miếng này, miếng đất này cả nhà, thì đang bỏ trống đó. Còn cái này thì đang định làm nhà. Rồi, đây là cái miếng đất của mình đây cả nhà. Đây, miếng đất của mình. Này, nhà hàng xóm kế bên này cả nhà. Đó, nhà hàng xóm. Rồi, đây là nhà hàng xóm luôn. Đây, nhà hàng xóm. Đây, đường này là chính phủ đang làm cả nhà. Họ rải đá đây nè. Đó, rồi họ sẽ tráng nhựa. Chưa có tráng nhựa, rải đá rồi. Đây. Đó. Tức là cái khu này á, giống như là cái khu dân cư mới cả nhà. Đó, nó như là một cái khu dân cư mới á, thành ra là mọi người đang xây nhà, đang kéo đến ở. Đó, mình tiếp tục mình bỏ đất vô đây. Thì cả nhà, cái miếng đất này của mình á, là mình mua giống như là hai miếng nha, là hai khuôn nó đấu liền lại với nhau như vậy nè, là mình có hai cái tờ giấy đất khác nhau. Thì mình mua cách đây là 4 năm rồi cả nhà, là 1 tỷ tiền Việt Nam á, là 4 năm
Mà bây giờ là giống như là mình hỏi người môi giới á, nếu mà mình muốn bán lại thì giá khoảng bao nhiêu, thì giá là khoảng 1,2 tỷ thôi cả nhà. Thì mình thấy là đầu tư đất ở Brazil thì chắc không có sinh lời nhiều á ta, đúng không? 4 năm thì nó lên được 1,2 tỷ thì nó không có sinh lời nhiều. Thì cái giá đất ở Brazil nó khá là ổn định cả nhà. Đó. Và ở đây á, mình muốn mua đất bán đất gì là mình phải thông qua môi giới hết. Nó gần như là bắt buộc á, mình thông qua môi giới hết. Thì cái người môi giới của mình á, là họ ăn, khi mà mình mua cái miếng đất này á, là họ ăn 5% cả nhà. Đó là theo pháp luật là họ ăn 5%. Thì họ cũng làm rất là nhiều việc, giới thiệu đất cho mình rồi các thứ. Rồi cái ngày mà mình ra mình ký giấy tờ rồi mình trả tiền cho chủ đất đó, thì cái ngày đó thì mình mới được gặp chủ đất. Và giống như là người môi giới, người ta sắp xếp hết mọi thứ luôn, về giấy tờ pháp lý là đồ này nọ là người ta lo hết. Ngày đó là mình chỉ ra mình ký giấy tờ rồi này nọ, mình chuyển tiền là xong. Thì cái miếng đất này cả nhà là nó đứng tên của hai vợ chồng mình nha, chứ không phải là tên của mình hay là tên của chồng mình không. Đó. Như vậy thì mình thấy là cái công việc của người môi giới bên đây thì ăn 5% thì cũng khá là mắc, nhưng mà nó rất là đúng với cái công sức họ bỏ ra, họ làm, họ giúp đỡ cho mình và cho bên phía chủ đất, người bán luôn á cả nhà. Thì một cái khuôn đất của này của mình á, là cái phần mặt tiền á, coi như mình có hai mặt tiền, mỗi một cái mặt tiền là mình giáp một con đường. Thì mỗi một khuôn đất của mình á cả nhà, cái phần mặt tiền là 12 mét, rồi chiều sâu vào trong là 30 mét. Thì là một khuôn đất như vậy theo cái quy định của nhà nước là 360 mét nha cả nhà. Rồi cái khuôn thứ hai cũng là 360 mét. Như vậy tổng đất hai cái khuôn là mình có 720 mét vuông, là 1 tỷ đồng tiền Việt Nam cả nhà. Thì không biết cả nhà thấy là rẻ hay mắc, bởi vì cái khu vực này á, là cái khu vực giống như là đang phát triển á, đang phát triển lên, thì mình thấy là cái giá nó cũng ổn định, nó không có tăng quá nhanh, nó cũng không có thấp, nó cũng không có tăng quá nhanh. Đó, rồi ở Brazil cả nhà là không có cái vấn đề mà bong bóng bất động sản nha. Đó, trong vòng 10 năm, 20 năm, 30 năm, 50 năm là chưa có thấy, là không có một cái hiện tượng bong bóng bất động sản nào, là không có bị sốt đất á. Đó, không có cái chuyện mà tự nhiên đùng đùng cái sốt đất rồi ai cũng kém nhau đi mua đất hết. Thành ra là cái giá đất ở Brazil nó ổn định, nó cứ như vậy vậy lên. À, con dặm cục đá Natalia. Nó cứ ổn định, nó cứ vậy thôi, chứ nó không có đùng đùng mà nó quá mắc đi cả nhà. Đó, rồi nó cũng không có quay lại đóng băng rồi quay lại sốt, không, nó không có cái kiểu là cứ 10 năm mà nó sốt như cả nhà. Và một cái nữa là đất ở Brazil cả nhà là không có cái chuyện đất thổ cư. Đó, mình mua được đất thì mình cứ xây nhà thôi, chứ không có cái chuyện là mình phải có cái đất thổ cư để mình có cái quyền xây nhà ở. Nên là ở Brazil là mua đất là mua đất, chứ không có chuyện mua đất bao nhiêu rồi đất thổ cư là bao nhiêu thì không có nha cả nhà. Đó, và theo cái khuôn đấy cả nhà, này, theo cái khuôn của nhà nước thường thì ở cái khu vực này là cũng tùy, nhưng mà nó sẽ theo khuôn hết rồi. Thì đất ở Brazil á, là cái phần mặt tiền á cả nhà, thường là ít nhất là phải 10 tới 12 mét trở lên, chứ nó không có kiểu như là tôi xây cái nhà cái mặt tiền 5 mét là đủ rồi, thì là cái mặt tiền đất 5 mét thì không có như vậy cả nhà. Nó rất là đều nhau. Đó, những cái nhà mình với nhà hàng xóm kế bên sát bên gì đây nè, là cái mặt tiền là đều đồng đều với nhau, là 12 mét hết nha cả nhà. Đó, cả nhà có thấy là cái phần phía đó là của mình á, cái chỗ nhà nhà để mình. Đó, phía đó của mình á là một cái mặt tiền của cái khuôn đất thứ hai. Rồi. Đó, người ta xây nhà phía trước rất là nhiều, và ở phần đó thì mình nhìn ra mình thấy núi nè cả nhà. Đó, thì ở gần đây là mình có núi, rồi mình có biển. Thì bây giờ mình sẽ đi thẳng ra cái đường này. Đó, rồi mình chạy ra hướng kia là mình sẽ đi ra biển nha. Mời cả nhà đi ra biển xem với mình. Đây cả nhà, đây là cái biển từ cái miếng đất của mình đi ra đây nè cả nhà. Rất là đẹp nha, 3 cây số thôi. Đi 3 cây số ra đây nè. Mọi người đi xe đạp, đi bộ rất là nhiều cả nhà xem nè. Đó. Biển kèm núi. À, con ngồi đi. Con ngồi đợi chút xíu đi. Mẹ lượm con sò cho, đợi con đợi chút xíu đi. Đây cả nhà, cái đường chính.
là rộng mà, giống như là cái đường ở bãi trước. Đây cả nhà, cái đường chính của họ là người dân rất là thích ra biển tập thể dục nha. Người Brazil rất là thích ra biển đi dạo bộ tập thể dục luôn. Đây đó. Cái đường ở phía trước này nó bự bự giống như là cái đường ở đường Thùy Vân á, biển Vũng Tàu cả nhà. Đây. Trời, không khí trong lành lắm. Có 3 cây số à, từ chỗ đất mình 3 cây số ra đây là ra biển dạo rồi nha. Mọi người đang đi dạo biển quá chừng, hôm nay nắng rất là đẹp, nắng tà lên ngồi. Chồng mình đang mua dừa đem tới cả nha. Dừa, uống nước dừa. Đây, ngồi ở đây nè, ngồi dưới hàng thông cả nhà, rất là thích nha. Đây cả nhà, rất là thích là ngồi dưới hàng thông mà uống nước dừa. Đây. Bó tớ. Đây cả nhà. À, trái dừa họ đục lỗ nè. Đây cả nhà, Brazil cũng có cái này ta, cái gì ta, cái kem này cả nhà, cái kem bịch giống như là Việt Nam mình á, mình có cái kem bịch nè, mình là cái sinh tố bịch, còn đây là cái kem bịch Natalia. Natalia ngon không? Đây hai vợ chồng uống nước dừa, Natalia thì ăn kem, họ không có kem cây cả nhà, họ có kem bịch. Yeah, help to for. Đây trực thăng cảnh sát cả nhà. À, trực thăng cảnh sát nha. Ra cái bãi biển này với cả nhà mà có trực thăng cảnh sát là thấy ngon lành á, tức là rất là an toàn, luôn luôn được bảo vệ từ bên trên nha. Bên trên bên dưới gì bảo vệ hết đây. Cái view của mình sau lưng nè, đó phía sau có cái núi cả nhà. Đó thì mình nghĩ là tương lai là cái miếng đất của mình là tương lai gần là sẽ phát triển dữ dội, bởi vì gần biển á, thì thể nào là đất đó cũng lên giá, cũng có giá trị cả nhà. Mát lắm, biển nói chung là tươi xanh mát mẻ nha. Cái màu biển cả nhà thấy là xanh lè, bãi cát thì rộng đó, tha hồ mà ngồi nghỉ ngơi. Mời cả nhà uống nước dừa nha. Không phải có cái này để cả nhà không mà nó ngã cái trái dừa, trời ơi. Mời cả nhà. Really good. Nước dừa ngọt lắm cả nhà. Ngon nha. Ra cái view này ngồi là giống như là chữa lành được cả nha cả nhà, nó rất là mát mẻ rồi nó. Nó đẹp lắm. Đây cả nhà coi nè. Câu cá rồi cả nhà, đây nè. Đó, ai muốn câu cá ra đây câu cá nha. Vừa tắm nắng vừa câu cá luôn. Đó, rồi ai tắm biển thì đi tắm biển. Cô này là cổ ra cô tắm biển á. Trời ơi, cái màu nước nó xanh lè luôn á cả nhà. Rất là đẹp nha, màu nước xanh lè đó. Đem ghế, đem dụng cụ ra ngồi câu cá, tắm biển, rồi tắm nắng, rồi vừa thư giãn vừa có cá ăn luôn. Đây nè, đó, còn không là mình có trẻ con rồi đó, mình cứ đem ghế, đem đồ chơi ra đây ngồi. Rồi thôi cả nhà, mình xin kết thúc cái video của mình ở đây nha. Xin cảm ơn cả nhà đã xem video. Xin cảm ơn, xin chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại. Bye bye.